Chào mừng anh chị quay lại với kênh của Long Cấp Phi. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách làm caramel đá xay. Thì để làm được món này, đầu tiên chúng ta cần phải có một số nguyên liệu như sau ạ. Ở đây em đang có cà phê. Thì ở đây là cà phê espresso nha anh chị, 30ml nước cốt cà phê. Thì nếu mà anh chị dùng cà phê phin cũng được, nhưng mà theo em nghĩ là mình dùng cà phê pha máy nó sẽ ngon hơn. Siro caramel, sốt caramel, sữa tươi, không đường, sữa đặc, bột vani và bột chống tan. Ngoài ra mình còn cần thêm nước đường ạ. Bây giờ em sẽ đi vào các bước làm. Đầu tiên thì mình sẽ dùng 5g bột vani nha anh chị. Ml nước đường. Thì đây là nước đường công thức của Long Coffee. Nếu như mà anh chị nào mà mình chưa biết công thức làm đường nước thì anh chị có thể comment bên dưới, Leon sẽ gửi cho anh chị cái link chi tiết hơn ạ. Ở đây thì em sẽ dùng thêm 10ml sữa đặc. Nếu như mà anh chị nào không thích ngọt thì mình có thể không dùng ạ. Và 60ml sữa tươi không đường. Thì sữa tươi không đường thì em dùng của TH True Milk. Tiếp theo là mình cần 20ml siro caramel nha anh chị. Và tiếp đến là chúng ta sẽ cho 30ml cà phê vào trong cối luôn ạ. Thì chúng ta sẽ đem hỗn hợp này xay chung với đá. Đối với những món đá xay thì anh chị nên chọn những cái cối có công suất lớn nha anh chị. Sau khi xay xong thì anh chị hãy cho hỗn hợp này ra ly ạ. Đối với các món đá xay thì mình sẽ trang trí thêm với kem xịt để cái ly thức uống của chúng ta nhìn đẹp hơn. Tiếp theo là mình sẽ cho sốt caramel lên trên. Thì đây là thành phẩm của chúng ta nha anh chị, đã xong rồi ạ. Thì vừa rồi là em đã hướng dẫn cho anh chị cách làm caramel đá xay và những cái nguyên vật liệu mà từ nãy giờ em làm trong suốt quá trình là Leon Coffee có cung cấp. Thì nếu như mà anh chị nào có thắc mắc hoặc là mình có câu hỏi, anh chị có thể comment bên dưới ạ.
Nếu thích video này hãy like và share giúp em ạ. Xin chào anh chị và hẹn gặp lại.